À, thưa quý cô chú anh chị, bây giờ thì Tuấn Dương đã ra gần tới cái điểm phát thức ăn. Chỉ băng qua bên đường là thấy bây giờ đang là 16 giờ thứ bảy, 9 Tây tháng 9 năm 2023. Và thưa quý cô chú anh chị, có thể thấy đã có khá đông bà con cô bác mình mặc áo vàng rồi đeo thẻ đang chờ để xe cơm ra. Thì tụi mình đi xe gắn máy đó thì nó sẽ rất là lẹ. Còn đối với những người mà vận chuyển hộ tống đoàn đó, đi bằng xe ba gác thì hơi trễ hơn một chút xíu. Thì cũng làm, thưa các bạn, là cũng làm từ sáng cho tới chiều. Đêm ngày hôm qua thì đi chợ. Đây, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy các tình nguyện viên đang hướng dẫn sắp xếp bà con cô bác mình để lát xíu rồi sẽ nhận thức ăn. Điểm phát này các bạn thì nó rất gần với cái cổng số 3 nhé. Rất gần với cổng số 3. Ở phía bên trong kia là khu các cái khu nhà chức năng của bệnh viện Chợ Rẫy. Đây phía trước các bạn nhìn là khu C2 này. Bà con mình đứng dài cả, đứng làm hai hàng, mỗi giả hàng dài cả 100 mét nha các bạn. Nguyên một cái dãy dài đối diện đường Thuận Kiều đây là các cái cửa hàng bán dụng cụ y khoa rồi thuốc tây. Rất là nhiều những cái cửa hàng người ta bán dựa vào cái lượng khách đi khám và điều trị bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Những cái hôm mà bệnh viện có mở cửa hoạt động đó thì rất là buôn bán rất là tốt. Còn những cái ngày mà bệnh viện nghỉ đó thì thường là các cái cửa hàng thuốc này người ta cũng nghỉ theo. Và cô bác anh chị có thể thấy đây này, một số người từ bên trong nhà thương họ đang đi ra kìa. Cổng số 3, những người mặc áo vàng là những người họ đi nuôi bệnh. Đây, mình sẽ đi thêm một chút nữa để cô chú anh chị nhìn thấy cái chữ bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi đương nhiên thì ở bên ngoài đó các bạn cũng có những người ta bán các cái đồ ăn. Ví dụ như đây là bán bánh tráng với dừa này. Đó, những cái món ăn Việt Nam thôi. Đó, cô ấy làm bánh tráng với kẹo mạch nha. Rồi, đây mình đi thêm một chút. Rồi, em chào chị. Có một số chị bên Mỹ về, chị nhà ở đây chị không biết mình. Chị nói mẹ chị ngày nào cũng coi clip à. Đây, bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 3 nhé. Xe cơm cũng chuẩn bị lại rồi. Rồi mình sẽ đi một lượt để cô bác anh chị chúng ta cùng coi đoàn người đi nhận cơm. Khúc này bây giờ họ mới gắn thêm một cái đèn xanh nữa dành cho mọi người đi qua đường. Tuyến đường này thì rất đông các phương tiện di chuyển. Xin phép được nhắc lại là cái bữa ăn ngày hôm nay đó là của Cubic ở Pháp có gửi tặng.
Rồi, xe cơm đang tới rồi kìa các bạn kìa. Đó, xe cơm tới rồi. Thì một số những cái em tình nguyện viên sẽ vận chuyển cơm xuống phụ. Cơm thì về xếp hàng lấy. Đây, xếp hàng đi theo thứ tự lấy. Xe khóa lại. À, phát cho có phiếu trước, hết phiếu rồi phát tới bên ngoài. Thế thì dắt xe về cuối, rồi lát xíu đi lấy. Bây giờ tôi sẽ cắt nước suối này ra. Đây, một phiếu. Rồi ra. Đừng có cho tao lên nha. Thang đứng à, giải quyết ở đây thôi rồi chưa? Rồi, đây một phiếu. Mấy? Ủa? Cái này đi phát hộ. Nhiều quá rồi, lấy cái gì được? Không, cái này phát hộ. À, rồi. Đấy, mấy, đấy. Rồi, một phiếu. Một. Một lên một con chồng mày phát đó một một cảm ơn nói ta cảm ơn một nói ta cảm ơn trên đó đó cho con này rồi lên luôn còn ba hết ba cái hàng vàng mình hết rồi vàng hết rồi phải không rồi lấy đi con cá được kia kìa lấy kia đi lấy kia lại đi qua đi tự tội anh tới đây qua đây qua đây
một chị một một dạ một cảm ơn bên kia kìa một cảm ơn bên kia một cảm ơn bên kia nha hai một ai hai phần nói một cảm ơn tàn tiếng ở trên kia một 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 ở trên đó, đó. Ở đây vấn đề một ở trên trên đó khỏi cảm ơn đây một 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 không lại sợ lâu nè cho ấm phần đi nè hai thôi chú ơi chú bớt chứ làm chuyện tào lao đi chú làm ơi bị lấy gì đó anh ơi một một bị ra đó một dương một một lên coi lên coi một một hai một 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 hai hai một hai một một hai một ngưng lại ngưng lại pha pha cho kẹt kẹt một 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 hai một 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 không à một có cơm trắng không chị có thằng kia cho cơm trắng á một 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 cho đi cho đi cho đi cho đi hai đi cho đi hai trắng rồi một hai hai một lên trên lên trên lấy hai phần không lấy hai phần một 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 dạ được Hãy subscribe cho